Nhằm nâng tầm trải nghiệm giải trí cho người dùng, mới đây nhà mạng Mobile Phone đã đưa ra gói ưu đãi miễn phí Clip TV khuyến mại trong 12 tháng dành cho khách hàng khi gia hạn, nâng cấp hoặc đăng ký gói mới, các gói cước dài kỳ. Cụ thể, từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, Mobile Phone tặng tới 12 tháng xem 5 kênh K cộng cùng hơn 150 kênh truyền hình, phim bộ, phim lẻ, nội dung VOD hấp dẫn trên ứng dụng Clip TV cho khách hàng khi gia hạn, nâng cấp hoặc đăng ký mới các gói cước dài kỳ từ 12 tháng trở lên và giá gói tối thiểu là 135.000 đồng một tháng. Chỉ với một tài khoản Clip TV KM, người dùng có thể xem trọn bộ 5 kênh K cộng chất lượng SD xem tại ứng dụng Clip TV trên điện thoại, máy tính bảng, trên 150 kênh truyền hình trong nước và quốc tế tại ứng dụng Clip TV hoặc website cliptv.vn. Theo nhà mạng này, khi đăng ký gói cước dài kỳ, người dùng có thể xem thể thao mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt là theo dõi 5 kênh K cộng độc quyền như các giải ngoại hạng Anh, giải tennis, giải golf, đua xe đường trường.